Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, Đảng ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Theo đó, quận Gò Vấp tổ chức 8 đoàn công tác trực tiếp đi thăm hỏi trao 120 phần quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, người nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tại các gia đình lãnh đạo quận đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các gia đình và ghi nhận những đóng góp mà các thương binh bệnh binh thân nhân của các liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh giành lại độc lập tự do cho tổ quốc và cũng là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng gương mẫu đi đầu trong các phong trào để góp phần xây dựng gia đình quê hương ngày càng giàu mạnh